Nhiều khi dân chụp nên từ lưu làm hạt môi đà dân nhí từ lưu cao pra này chia list box chân lực nông nút dân viên ca nghe mà chúng muốn đôi chia ca thứ ca add remove edit và search sort chân từ lưu tầm lại đà miên lực nông item thì mình mới được list box chân lực nông nên xong ở khi dân thứ ca mình ca chia new file mới đã chia phép chia frame form và xong right click lưu package này project đà dân trong một ca xong dựng new file nè và xong chưa dựng ở chế frame form chế frame form này khi những ai đặt một thà chế list box demo nè và xong đặt một là chế list box demo và xong chạy finish nó bây giờ khi những thông cảm bằng cả chế frame form được roll high xong mưa được một ngày palette xong cho những component mới để mình chúng ta chế tay feel thông cảm add cho được nông chế frame form phải dưỡng và nó bây giờ khi những thông cảm add được roll high xong thông cảm lúc tách đại miệng nông chế tay feel tạm dạ space rồi go right click giờ edit tay nó bên đây khi những thứ cái edit roll high xong thứ cái cầm nốt mua từ ai right ball mùi ní không phone mùi ní tạm giờ right click rồi giờ biết là change right ball name và xong đặt mua từ ai không phone mùi ní nó đặt ha tht item không phone năm tp đây khi những thứ add cho được nông chia frame form xong rồi không phone mùi đây mình chúng ta chia list box cầm tay này là palette này đặt thành list và chúng xong chơi chơi list box mà add cho được nông chơi frame form và tiêu mùi thế này chúng tôi đã mua tại component mùi ní nè ta làm việc right click và rồi giờ biết là change right ball name rồi đặt tha lst item đó xa viết cứ chỉ list box chân kia chúng ta đang là biết là lst và item nó bây giờ khi những thứ cả cầm nốt mua từ ai component rồi roll hỏi đi những sự kiện khi thế thay component thì mình lại lại chỉ list item biết roll tầm lại bạn nè chứ roll tầm lại tiếng roll tầm lại item tiếng ở box list box biết rẻ xa tục nơi lơ tập hết mua đại gia tham model anh chứng làm bây thứ cả cầm nốt tầm lại thứ cả lục từ nơi thứ cả add thứ cả rẻ xa tục ấy tiếng ở nâng cứ dùng trơ ca tụt này lơ một đe rồi bằng list box dùng ọt tụt này lơ list box tê hình chứng đàm bây ở khi đăng thà ta viết tụt này lơ một đe men rồi tê hơi cho ở khi lúc tình lấy nút trên phim một đe phong ná ở trong ăn item 1, item 2 ấy dùng tê chứng khi dùng ai select lơ component mùi ní hơi xong tổ lọc mơ property xong mơ property xong rơ property mùi đài miên chung tham một đe nó bên nút này nâng sẵn kết khuyên tha dựng đặt thêm mình item 1, item 2 rồi hốt tới đó item 5 chứng nhưng trong ai này sẵn kết khuyên tha roll item tiếng on nó lưu không bộ bỏ nó lưu list box biết rồi mang rẻ xa tục nó lưu model rồi bỏ list nè chứng bị ở tục tuôn nó lưu list box tê chứng xong mà này dựng thu cả lúc tên này tiếng on này trên phí list box sân và chứng thì dựng ai lúc tên này tiếng on này trên máu và đập bật định lưu việc tới dùng sạch từ lưới tần đấy đó thì ta và hãy lục dưới tranh tờ và hãy chọn enter mà là bên năng dương thường kết hơi tha là lưu list box dương lên miền item tại on hai nè và là bên đây dương lục bị roll hai xong từ lock bậc này palette xong thứ ca add button và tim mùi trốn chân xong chưa được được nông này palette được nông swing control xong chưa được tập hết component mỗi đại mình chúng ta chế button và button nè và xong dương mà add cho nông chế frame form đại bút tông đi xong thưa ca plug đô tách đại bằng hai người lơ bút tông đi đặt đặt biệt hạ add chắc ni anh chị spare rồi right click giờ vía hỏi giờ edit rồi xong đô đặt hạ add là bên đây ni đô đặt add rồi ra hỏi chắc là ra component này mới được mua bị tơ mi xuống vía chắc như thật đặt mua ai component mua đi tiền chắc như right click nhưng giờ biệt hạ change right ball name rồi nhưng đặt hạ btn add và bản topi dương mang thuốc ca add button đi hồi rồi nhưng cho anh sẽ
even របស់បន្ទង់ add ដល់យើងទិន្នន័យដាក់ចេញពីទឹកហ្វីលនេះបើយើងទិន្នន័យចេញពីទឹកហ្វីលនេះទៅ add ចូលក្នុង list box បាទសូមដំណាក់កាលទី1ធ្វើមិនខ្លាន់តែយកទិន្នន័យចេញពី list ពីទឹកហ្វីល add ចូល list box ឲ្យបានសិនហើយចាំយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌតាមក្រោយទៅតាមតម្រូវការដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែឥឡូវជំហានទី1គ្រាន់តែធ្វើមិនបង្កើត even របស់បន្ទង់ add ទី2យកទិន្នន័យចេញពីទិញពីទឹកហ្វីល add ចូលក្នុង list box ឲ្យបានសិនអញ្ចឹងណាចឹងដើម្បីធ្វើការបង្កើត even របស់ប៊ូតុងគឺ event action perform ធ្វើម៉េចគឺយើងអាច double click លើប៊ូតុងទី1ទី2អាច right click ទៅលើប៊ូតុងយកពាក្យថា event បាទ action ហើយយកពាក្យថា action perform បាទចឹងសូមធ្វើការបង្កើត event action perform ទាំងអស់គ្នាបាទសូមរំកិលខុសស្អីឡើងមកលើសិនដាក់នៅលើនៃ inline component បាទនេះយើងប្រើប្រាស់ class មួយដែលមានឈ្មោះថា default list model ដែល class មួយនេះមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើការបង្កើត object ដែលមានលក្ខណៈជា list model ដើម្បីអាចយក model នៃ list មួយនេះទៅធ្វើជា list model របស់ list box ណាមួយដែលវាមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើការរក្សាទុកនៅទិន្នន័យអាចធ្វើការ add ឬក៏ remove item តែដែល class default list model នេះវាគឺជា class មួយដែលស្ថិតនៅក្នុង package java x .swing ណាបាទសូមប្រើប្រាស់ class មួយនេះដែលមានឈ្មោះថា default list model ដែលវាជា class មួយដែលស្ថិតក្នុង package java x .swingបាទសូម enter យកវាសូមធ្វើការបង្កើត object មួយដែលមានឈ្មោះថា DLM មកពីថា default list model ស្មើនឹង new បាទ default list model មកពេលដែលយើងធ្វើការបង្កើត default list model រួចរាល់ហើយយើងនឹងយក default list model នេះទៅធ្វើជា model របស់ list box ណាមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែល component ទាំងអស់ត្រូវបាន initialize រួចរាល់ហើយយើងអាចយក list box ដែលយើងបាន add ចូលក្នុង JFrame form មកប្រើប្រាស់បានហើយអញ្ចឹងនៅត្រង់ទីតាំងនេះខ្ញុំសូមចូលទៅក្នុង constructor មួយដែលមានឈ្មោះថា chain list box demo ហើយទៅ say statement មួយដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ initialize component method ដល់យើងដាក់ថា lst item នេះគឺជាឈ្មោះរបស់ list box ដោយធ្វើការ call ហៅ method មួយដែលមានឈ្មោះថា set model មានន័យថាយើងនឹងយក default list model ណាមួយមកធ្វើជា model របស់ list box item បាទអញ្ចឹងយើងដាក់ថា DLM ចុះនេះនៅពេលដែល default list model យកសុំទោសឬខុសហើយបាទបាទ default set model ណា set model នៃ DLM នៅពេលដែលយើងសរសេរប៉ុណ្ណឹងហើយមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់ default list model មួយនេះសម្រាប់ការងារ LST item មានថាជា list box របស់យើងបានហើយអញ្ចឹងគ្នាត្រឡប់មកប៊ូតុង add យើងអាចធ្វើការ add ទៅនៃចូលទៅក្នុង default list model តាមរយៈ method មួយដែលមានឈ្មោះថា add ឬក៏ add element ឬក៏ add insert element add អញ្ចឹងសូមប្រើប្រាស់ method មួយដែលមានឈ្មោះថា add element អញ្ចឹងយើងយកតម្លៃណាមួយធ្វើការ add ចូលទៅក្នុង default list model របស់យើងជាងយើងចង់បានតម្លៃរបស់យើងចេញពីទឹក field យើងមិនធ្វើការ add ចូលទៅក្នុង default list model អញ្ចឹងដើម្បីទាញយកតម្លៃចេញពីទឹក field យើងត្រូវស្គាល់ឈ្មោះរបស់ទឹក field ដោយ call ហៅតាមរយៈ method មួយឈ្មោះថា get tag បាទនៅពេលដែលនេះសរសេរបែបនេះរួចរាល់ហើយយើងអាចសាកល្បងធ្វើការ run code មួយនេះយើងនឹងសង្កេតឃើញថាយើងបាន JFrame form មួយដែលមាន component 3ទី1គឺទឹក field ទី2ជា list box ទី3ជាប៊ូតុងនៅពេលដែលយើងដាក់តម្លៃមួយរហូតយើងដាក់ថាដារ៉ានៅក្នុងទឹក field យើងចុចលើប៊ូតុង add នៅពេលនោះយើងសង្កេតឃើញថាដារ៉ានឹងត្រូវបាន add ចូលទៅក្នុង list box ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលទឹក field យើងគ្មានតម្លៃក៏វាត្រូវបាន add ចូលដែរណាប្រសិនយើងមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌនៅក្នុង event របស់ប៊ូតុង add ទេបាទឧទាហរណ៍យើង add ទៅលើ event ទី3ថាhira ណាយើងចុចលើប៊ូតុង add អញ្ចឹងយើងឃើញមានយើងមាន3 item item ទី1ដារ៉ា item ទី2ប្លែងណា item ទី3គឺ hira
chứ mà thôi mình nói với dân bà xin blank miền thái được nông tịch phía này blank cứ giờ thở cả ép đi chỗ đi nè mà chúng xung thọ một số code mình đôi đài dân ban khơi nộp bê đài dân thư ca nồng nang ca này cầm thi mến nộp bê đài tay phiêu dân khuyên tầm lấy của những ai thư ca ép cho ban này chứng nhưng trong khi dân thư ca ca đồng rơi cột mùi ní tầm bây cũng ai ai kê bà được tổng ép bán mình hà mình ai ai kê chết lượt tổng ép ai ép cho tình lấy chung ai thâm tề chung lý sọc tề chứng khi dân thư đặt lại khăn môi chùm nuôn tầm bây chạy mưa thả ta tay phiêu phải dân thì mình lấy nơi bỏ tầm lấy tế mình thay nhau ai ép cho đi mà mình lấy bạn ai ép cho chương này dương ai thu ca tiêm tuột làm bây thu ca tiêm tuột như prapra về phía control statement muối đây là if nó hiện đại hà và tt item dot get thing miền này thay những tiên nhận làm lại trên tịch field và dot equal cứ chỉ miền tuột muối đây như prapra so với thu ca compare nên nông lệ khăn mà nha này vốn miền này tha tự tế, bổ sung bao nhiêu phần tự tế, anh chưng, riêng trời ở coaster thật được nông tịch phiêu item trả, đặc biệt ở coaster thật được nông tịch phiêu nam muối riêng trờiプラプラ method muối để miền chúng ta request focus, rigo grab focus, còn ta bổ sung bao lệch khăn thẳng lưu vẫn vượt miền này tha tịch phiêu riêng từ miền tầm lại hơi. Và viên miền đồng lấy cứ dân thời gian dân đồng lấy nó từ thư ca ép cho được nông tịch phiền chứng miền này thá cứ dân dược DLM dot add element này TT item dot get tay và nó bây đây dân thư ca add item này cho được nông tịch phiền hỏi dương trời ơi tệ phiền luôn miên đồng lại tự tế miên hà bismar tự tế chứ bởi bismar tự tế dương trời bà bà mê tốt mũi để mê chú thật set tích xâm rắc còn nóc đồng lại tự ơi tệ phiền nói dương đặc hạ đợt bờ phô bì đoàn chỗ này miên hà tự tế nợp bê đa dương set ơi viết tự tế hơi dương cho ơi khó sơ sân hông tệ phiền luôn tự đá chính đặt khi thi item dot request focus nè chắc là bê đai dân xây cột bạc đi miên này tha được nông even là bỏ tông ép là bê đai click lưu bỏ tông mùi ní bỏ sân bà tích phía dân không biên tầm lấy dân mình ai ép tên lấy chỗ nông list bọc bàn thì lúc ra ta tích phía dân biên tầm lấy bàn ai cứ càng ép chỗ bàn và chắc là trong tí tăng ní thì dân ai cứ ca cái cô đôi mình khơi mình chứng thì anh ad cho bán ta xâm lập tình đấy ta miễn thế và ở miễn được nông tịch phiêu thế cứ ở anh ad cho bán thế xâm lập cái này phải tốt nhưng riêng trong ca ad ní ad bán ta tầm lại mấy tế và xin bán tầm lại để miễn hỏi được nông list box cứ riêng ở anh ad cho bán thế nhé chứng nên thử đặt lại khăn mà chẳng muốn tham được nông cận này này cận này đang miễn hỏi chứng thì riêng ai tăng lại bốn mũi đã bằng cách trên class bằng cách trên data type mỗi đây mình chúng ta boolean đặc biệt như ai tam hà bln đặc biệt như ai set smart nâng fall enter rồi có và fall enter nhé và tôi đầu tiên được nông lệ khăn đài lại ní nâng anh ở đây lúc này cho sân mà 200 những cái sát thứ 7 chứ mà nông cạn lấy đài dương ọt miên tỏa lấy nâng nông tịch phiên ọt ẹt chốt bán này cầm tác bằng miên tỏa lấy hơi dương thở ép chỗ chúng ta ép chỗ thở từ mưa thật tát lại nó miên ọt chứ là bay đăng hà ta lại nó miên rư mà miên dương thở ca pra pra lúc là bay scan mưa dương thở ca phẩm phe là nó mùi phiên đó này lúc rồi ta lại chẳng ọt luôn và ta lại miên ta lại hói tự nhiên ọt 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 và LST item default list model dot get size get size cứ chỉ method mỗi đại dương prapra sau đó tính đến mưa từ hôm rồi bỏ default list model ta viết biên phẩm an item này
Và tất nông mua những con thì lúc ai cơ ban bằng ca đồng lại không ai mua đồng lại. Và tốt một tiên thì đại lẽ khăn mua là từ if. If này THT item dot get tag mình nên thay tiên dựa từng đấy trên bị tạch phía THT item dot equal. Và dưới miền equal nâng equal ignore case Eagle miễn thay những pra sản phẩm phương cao compare từ lưu tình này tạm phí nâng tạm biệt được nha ơn lưu tra tại tu ở sau tạm phí nâng miễn tạm lại được nha bởi đi thông được nha bởi đi tốt được nha còn tác là sân bởi những pra method Eagle ignore case miễn thay thay tu ở sau tôi nâng tu ở sau thông chứ tu ở sau tạm mùi và tạo đi thông nâng đi tốt chứ tu ở sau tạm mùi chứ nế và thông nhắn lên ai dựa mùi nào của bạn này và tốt mặt tiền ta nên yên tựa dựa lại máu vì nha dựa bằng phương cao compare và lại đại nhân cho bằng compare cứ lại đại tiên trên p default list model chứ như đang là dlm dot get element add method get element add cứ chỉ method mui đại nhân prapra sản phẩm thuộc các tiên chưa đồng lại nam mui trên p list box tam giác index được bảo vệ chứ như đang là tha lst item này ai và tại sao những đơn hơi than được nông list box raw item tiếng Anh viết là sao tôi chỉ nặng lẽ nặng array và viết chỉ array miễn đây thay index đồng bông viết từ chấp đám nói là sồn mình chưa nghe mình nói là sồn chứng là trong ti tăng nâng nhưng đầm bay ai nhưng độ môi khoai từ chỉ sồn là sao ai chấp đám thì môi mình nhé và tốt một tiết nhưng prapra method môi tại miễn chúng ta to string hay là bây bằng pra method mùi ní đòi xa rõ bằng lại chẳng ơn rồi bằng list box biến miên lẹn nạc chía object chẳng nhờ anh dựa object bằng compare cho một string bán này tôi bằng lại biết là hai chữ string sân mình chứng mà chẳng nực nông cạn ở đây đây biến miên lại smile kia nế mà biết smile kia chẳng xua tha bằng lại khoa dưới nên thở biến lẹn nạc bạch nè chẳng kia dưới trời tạm tha BLN và smart and true smart and true mình chạy tha tài lãi ní cứ miên hỏi bảo viết miên hỏi dương ọt trăm bạch phương ca scan tài lãi ní và to tiết tê nè dương trao mình chọc căng như là bọn lưu và bây mình chọc căng như là bọn lưu nhưng pra chỉ muốn khi vận mỗi cứ break mình sẽ chọc căng như là bọn lưu mình ơi bước dương tài lãi cá là bây phương ca tiếp tiếp tài lãi và to tê và nếu bây giờ dương bàn thơ ca scan read roll hỏi nhưng dương chập đam thơ ca bình đất mơ lẹ khăn trong khói tam dạ if này bà BLN bà person bà BLN smart and true nhưng miên thay thả lại nông list box dương cử miên này bà miên hỏi dương bà chập bạch vừa ấy tế dương còn tại clear tại field tế bà clear tại field lên trên tế chân thị đọc set tế mà đây là tê chúng ta mà rồi cursor thật nông tại phía lên tờ thì item dot request focus nên là nông cạn lấy đá viêm miên hỏi tác tôi thật vinh person 3 viêm mà miên miên thay BLN smart 4 và BLN smart 4 dương tôi cả add the light hoa dương trên bị tại phía cho tập nông list box chứ tôi để info mình chứng từ DLM dot add element này THT item dot get tag nè bà rồi dương tra clear tên này chênh nè chênh là THT item dot set tag đây từ tê chân tờ rồi ở cursor thân hôn đá chênh là THT item dot request focus và trước khi anh sẽ bong run code mới này nè ưu tiên hóa như đặt ASD add như mình AS add ABC add như đặt AS add chứ giờ anh add bán này thế và giờ anh add bán này vừa ra viên miên hỏi và